Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới phần từ loại đầu tiên trong bài thi TOEIC phạt 5, đó chính là phần danh từ. Và để bắt đầu thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem danh từ là gì nhé. Danh từ đó chính là những từ dùng để chỉ người, vật và việc, được chưa nhỉ? Và ngoài những thằng danh từ mà chúng ta rất hay gặp trong bài thi TOEIC rồi và chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta cũng cần phải để ý tới một số những thằng hậu tố mà để khi đi thi chúng ta chỉ cần nhìn một phát là chúng ta biết ngay đó là danh từ để chúng ta có thể chọn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng cô nhìn lên trên bảng nào. Chúng ta hãy cùng nhau xem phần hậu tố. Những thằng hậu tố mà của danh từ chúng ta hay gặp đó chính là tion, ví dụ như communication, needs, willingness, OT, security, AC, ví dụ như privacy, duodum, freedom, doi-oro, protector, ism, communism, and, difference, mint, agreement, jin, confusion, all, refusal, trainer, shit, friendship, và it's, psychologist. Ok, và các bạn lưu ý cho cô nhé, chúng ta bắt buộc phải nhớ được tất cả những thằng hậu tố này để khi đi thi chúng ta không bao giờ bị nhầm lẫn nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng cô tìm hiểu xem thằng danh từ có chức năng gì ở trong câu để chúng ta cũng biết luôn vị trí của nó trong câu nhé. Chức năng đầu tiên của thằng danh từ mà các bạn cần phải nhớ đó chính là chức năng đứng đầu câu làm chủ ngữ. Ví dụ, my greatest dot was graduating from the university. A. Achieve. B. Achieving. C. Achievement. And D. Achieved. Rồi, đứng đầu câu làm chủ ngữ nó phải đứng trước động từ được không nhỉ? Vì vậy, ở trong câu này chúng ta nhìn thấy dấu ba chấm đứng ngay đằng trước động từ was. Vì vậy, không có thể nào chúng ta chọn một đáp án khác ngoài đáp án C. Achievement. Và các bạn lưu ý nhé, đuôi mình chúng ta cũng vừa học là đuôi hậu tố của danh từ lúc nãy rồi. Ok. Cùng cô đến với chức năng thứ hai, đó chính là đứng làm tân ngữ của ngoại động từ, được chưa nhờ? Các bạn lưu ý cho cô nhé, chỉ có ngoại động từ chúng ta mới có tân ngữ đằng sau thôi. Và chúng ta cùng thấy xem ví dụ sau. You are never too old to go to college and gain some. Okay. A. Qualify. B. Qualifications. C. Qualifying. And D. Qualified. Okay. Trong câu này thì chúng ta nhớ cấu trúc này, gain something, được chưa nhỉ? Thế thì rõ ràng là kiếm thêm cái gì đó, thì rõ ràng thằng gain nó là ngoại động từ rồi. Vì vậy câu này chúng ta cũng thiếu mất thằng danh từ và chúng ta không thể nào quên được đuôi should, đúng không nào? Vậy chúng ta vừa mới học xong. Vì vậy đáp án câu này sẽ là B nhé. Rồi, chức năng thứ 3 của danh từ đó chính là bổ ngữ cho chủ ngữ. Ok, xét ví dụ nào. Teaching and medicine are more than the dot, their professions. A. Occupy. B. Occupying. C. Occupied. And D. Occupation. Ok, trong câu này thì nhiều bạn nhìn thấy này, chúng ta có chủ ngữ sau đấy động từ to be, các bạn sẽ nghĩ ngay đến tính từ, được chưa nhỉ? Tuy nhiên các bạn lưu ý cho cô một chút nhé, ở đằng sau chúng ta có their professions, rõ ràng người ta đang nhắc tới gì đấy, một sự vật, sự việc gì đó, vì vậy đằng trước chúng ta không thể là tính từ được, mà sẽ phải là danh từ. Ok, vì vậy danh từ đuôi should chúng ta cũng vừa học lúc nãy rồi, đáp án câu này sẽ là D nhé. Chức năng cuối cùng của danh từ mà chúng ta cần phải lưu tâm đó chính là bổ ngữ cho tân ngữ. Ví dụ nào, the staff will provide you with a short dot about the project. A. Event. B. Advice. C. Overview. And D. Choice. Ok, trong câu này thì chúng ta có cấu trúc gì nhỉ? Provide somebody with something, được chưa nhỉ? Chúng ta có provide đây rồi này, somebody chính là từ you. Ok, with có rồi, vì vậy rõ ràng chúng ta thiếu mất thằng danh từ ở đằng sau. Và trong bốn đáp án chúng ta đều có là danh từ, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ về nghĩa nhé. Câu này có thể dịch như sau này. Nhân viên thì sẽ đưa cho cung cấp cho các bạn một cái gì đó ngắn gọn, được không nhỉ, về dự án của chúng ta. Đáp án A, event là sự kiện. Có ai cung cấp một cái sự kiện ngắn không? Không, đúng chưa nhỉ? Vậy đáp án A chúng ta loại nhé. Đáp án B, advice là lời khuyên, không liên quan rồi. Overview là một cái nhìn tổng thể về một cái gì đó, nghe có vẻ hợp lý đúng không? Còn đáp án D, choice thì không có ai nói là short choice bao giờ cả, được chưa nhỉ? Vì vậy đáp án câu này sẽ phải là C nhé, overview. Ok, và các bạn lưu ý cho cô overview about something, tức là tổng quan về một cái gì đó. Ok, đơn giản và dễ nhớ được không nhờ? Và các bạn hãy cùng cô luyện tập những câu hỏi dưới đây để chúng ta có thể nắm kỹ hơn về bài danh từ nhé. Còn bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở số sau. Xin chào.